Thế giới của những chiếc ly có một quy luật sinh tồn, chỉ cần người quản lý đổ rượu đỏ vào, nếu chúng có thể biến thành một cặp song sinh, chúng sẽ nhận được sự khen ngợi của mọi người và đi nhận thưởng. Còn chiếc ly màu cam này là một kẻ lạ. Người quản lý cúi xuống, lộ ra ánh mắt khinh thường. Anh ta cho rằng chiếc ly màu cam không xứng đáng có những giọt rượu đỏ của anh ta, nên anh ta ép đầu nó xuống, rồi dùng ngón tay chấm một giọt nhỏ rơi vào. Không ngờ, chiếc ly màu cam biến thành chiếc ly màu đỏ, nó lập tức hài lòng. Những chiếc ly còn lại miễn cưỡng giơ ngón tay cái lên. Tiếp theo, người quản lý đổ đầy ly rượu, không ngờ lại tách ra chiếc ly màu cam. Người quản lý rất kinh ngạc, những kẻ đồng loại chế nhạo chiếc ly cam anh em nó. Nó tức giận rút ra chiếc u trang trí của chiếc ly cam, rồi dùng sức bẻ nó làm đôi. Nó muốn đánh anh em mình, nhưng chiếc ly cho rằng không đáng. Rồi nó một mình đi đến con đường hào nhoáng, còn những kẻ đồng loại cũng bỏ đi, chỉ để lại chiếc ly cam đứng cô đơn ở chỗ đó. Nó rất căm ghét sự ra đời của mình, nhưng sự việc đã đến đây, nó chỉ có thể nghe theo số phận. Lúc này, một chiếc ly rượu trái cây đi qua, nó coi chiếc ly màu cam như người quản lý ở đây và không ngừng gõ vào chiếc ly, báo hiệu nó đổ chất lỏng màu cam vào bên trong. Chiếc ly màu cam tức thì tỉnh ngộ, thà làm phiên bản tốt nhất của chính mình, còn hơn hòa tan theo những kẻ khác.